Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Trong mấy ngày hôm qua thì nghệ sĩ Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải có những chuyện lùm xùm trên mạng xảy ra. Và đồng thời ông Đoàn Ngọc Hải nói là sẽ trả lại chiếc xe cấp cứu cho là nghệ sĩ Việt Hương và đồng thời tặng 5 tỷ đồng cho người có bằng chứng về nói ăn chặn từ thiện trong thời gian qua. Thực sự câu chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải đi giúp người và hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa cũng như là xe cứu thương để hỗ trợ những người khó khăn đó quý vị khán giả. Thì hôm nay cái chuyện lùm xùm trên mạng mấy ngày hôm nay phải nói là cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều. Tuyên bố mới nhất của ông Đoàn Ngọc Hải liên quan đến việc cáo buộc nghệ sĩ Việt Hương ăn chặn tiền từ thiện đã nhanh chóng gây chú ý trên cộng đồng mạng. Rất là nhiều người quan tâm về vấn đề này. Chúng ta được biết là nghệ sĩ Việt Hương trong năm qua thì trong đại dịch Covid-19 xảy ra, quý vị khán giả thấy là vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tích cực đi làm từ thiện và các anh em nghệ sĩ khác rất là nhiệt tình và ủng hộ hết mình trong việc đi làm từ thiện. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, nghệ sĩ Việt Hương là cái người mà tự bỏ ra tiền của mình để hỗ trợ giúp đỡ bà con trong cái thời điểm mà khó khăn dịch bệnh như vậy. Thì đâu đó tiền của bỏ ra nhưng mà không tránh khỏi những cái bàn tán xôn xao dư luận về việc ăn chặn tiền từ thiện cũng như là cho xe ông Đoàn Ngọc Hải vân vân. Nói chung là có tiền cho thì cũng bị nói, mà không có tiền cho thì cũng bị nói. Nói chung không biết làm sao mà để cho vừa lòng những người họ đã không thích, họ đã có những cái tiêu cực. Thì chúng ta thấy là cái điều đó khó mà tránh khỏi. Chỉ thiệt thôi cho những người trong cuộc, đó là bà con, những người nghèo khổ, những người khó khăn. Họ muốn cần sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân, của nhà hảo tâm. Tuy nhiên đâu đó thì lùm xùm chuyện xảy ra thì họ lại không được gì. Và những người mà đi làm từ thiện thì người ta cũng cảm thấy rất là buồn lòng, vì họ có một cái tấm lòng tiền bạc làm cực khổ vất vả mà họ bỏ ra để giúp đỡ bà con. Thì thực sự ra ai làm đồng tiền cũng phải là vất vả cực khổ mới có đồng tiền quý vị khán giả. Nhưng họ, những người Mạnh Thường Quân, họ rất là may mắn, họ làm ăn được, họ có tiền của, cho nên họ chính vì vậy họ đi làm từ thiện ngược lại giúp đỡ cho bà con nghèo khó khăn hoặc là trong cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Trong thời gian vừa qua thì các kênh truyền thông trên mạng xã hội của ông Đoàn Ngọc Hải, kể từ khi ông Từ Quang đi làm lái xe từ thiện, chủ yếu là chia sẻ những câu chuyện tích cực ghi lại trong những ngày mà ông rong ruổi trên mọi nẻo đường. Nhưng sáng thứ bảy này người ta lại thấy ông đăng một bài viết khá căng thẳng tuyên bố trả lại xe cho nghệ sĩ Việt Hương, thì cộng đồng mạng lại xôn xao. Những cái title nó nhỏ, nó ngắn như vậy nhưng mà cộng đồng mạng cảm thấy là một cái điều gì rất là lạ. Tại sao ông Đoàn Ngọc Hải lại trả lại xe cho nghệ sĩ Việt Hương? Thì khi mà đọc hết bài viết thì chúng ta mới hiểu được câu chuyện như thế nào. Nguồn cơn đến từ một cáo buộc nhắm vào nghệ sĩ Việt Hương, cho rằng cô ấy có cái dấu hiệu không minh bạch trong việc đi làm từ thiện. Cáo buộc này đã đặt nghi vấn về giá trị thật của chiếc xe cứu thương mà vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương tặng cho ông Đoàn Ngọc Hải. Thực sự quý vị khán giả thấy khi mà cái đồng tiền bỏ ra cũng không có kêu gọi quyên góp và cũng không có nhờ Mạnh Thường Quân khác chung tay. Cái số tiền mà bỏ ra thì tự vợ chồng Việt Hương bỏ ra, nhưng mà đâu đó thì cộng đồng mạng cũng lại có về việc mà không có hài lòng về việc minh bạch từ thiện. Bây giờ thử nghĩ đi, đồng tiền của người ta bỏ ra mà minh bạch cái nỗi gì thì không hiểu nổi nữa. Thì trong một lần bài viết về lùm xùm chuyện này thì mấy hôm nay rất là nhiều bạn nhắn tin, gọi điện thoại, bình luận vào máy điện thoại của tôi phản ánh về việc nghệ sĩ Việt Hương ăn chặn tiền từ thiện, những lời lẽ xúc phạm. Đó là ông Đoàn Ngọc Hải viết: nếu bạn nào có bằng chứng xác thực về nghệ sĩ Việt Hương ăn chặn tiền từ thiện dù chỉ một đồng, hãy mang ra bằng chứng đến nhà tôi. Nếu bằng chứng đúng, tôi sẽ tặng người tố giác một chiếc xe hiệu ô tô, một chiếc xe ô tô trị giá 3 tỷ đồng. Và ông Đoàn Ngọc Hải cũng khẳng định thêm là tặng thêm 2 tỷ đồng tiền mặt nữa
bỏ vào túi mang về, tổng số tiền là trị giá 5 tỷ đồng. Đó là ông Hải, ông đã đăng bài và chia sẻ những cái bức xúc của mình. Đâu đó khán giả và nhiều người cũng nhắn tin nói là Việt Hương ăn chặn tiền từ thiện vân vân. Sau khi đã có những cái chứng cứ gian lận từ thiện của nghệ sĩ Việt Hương thì ông Hải ông nói như sau: tôi sẽ trả lại nghệ sĩ Việt Hương ngay lập tức chiếc xe cứu thương trị giá là 2 tỷ 700 triệu đồng mà vợ chồng Việt Hương đã tặng cho tôi vào tháng 8 năm 2021 vừa qua, vì cô ấy không xứng đáng để làm từ thiện. Đó là lời khẳng định chắc nịch của ông Đoàn Ngọc Hải với cộng đồng mạng. Thực ra mà nói, cái việc mà vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương họ có tấm lòng đi làm từ thiện hỗ trợ bà con thì đâu đó có nhiều thành phần cũng không biết nói làm sao ta. Đôi khi không có đi làm từ thiện, không hỗ trợ mà những người khác người ta làm từ thiện như vậy thì có phải là ganh ăn tức ở hay không? Tại vì nghệ sĩ Việt Hương tự bỏ tiền túi ra, người ta đã giàu có, người ta làm ăn được, thì cái số tiền người ta bỏ ra làm từ thiện giúp đỡ cho bà con nghèo, đó là đương nhiên. Tại vì họ không kêu gọi ai hết, mà cớ gì mà nói nghệ sĩ Việt Hương là ăn chặn tiền từ thiện. Thì thật sự ra những người nào mà nhắn tin hoặc là có những cái bình luận như vậy cũng hãy xem xét lại. Mình không bỏ tiền ra mà mình làm như vậy để ảnh hưởng cho tới những người mạnh thường quân, và cái người thiệt thòi nhất là bà con nghèo thôi. Và trong cái câu chuyện mà ông Đoàn Ngọc Hải đòi trả xe cứu thương lại là cách giật gân thôi, còn bản chất câu chuyện thì người đàn ông làm từ thiện vẫn hoàn toàn tin tưởng nghệ sĩ Việt Hương này. Đó, thì ông tuyên bố nếu nghệ sĩ Việt Hương gian lận tiền từ thiện thì việc lên án trước công luận là đúng. Nếu nghệ sĩ Việt Hương tốt thì chúng ta không nên vu khống, bôi nhọ và sỉ nhục Việt Hương được. Tôi luôn tin tưởng và yêu quý vợ chồng Việt Hương. Đó, quân tử và tiểu nhân chỉ cách nhau một gang tấc. Tôi không binh vực cái xấu, tôi đích thực công bằng. Đó là ông Đoàn Ngọc Hải đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Động thái này của ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người yêu quý, cũng như là các fan của nghệ sĩ Việt Hương ủng hộ. Nhiều người còn đùa 5 tỷ đồng tiền thưởng của ông Hải, đây là kèo thơm cho những ai dám tuyên bố và có bằng chứng về việc ăn chặn tiền từ thiện của nghệ sĩ Việt Hương. Kính thưa quý vị khán giả, trong năm qua là một năm hết sức đầy thách thức và khó khăn, và quý vị khán giả thấy là nhiều mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ, thậm chí là trong cái đại dịch Covid-19 này xảy ra thì những nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm người ta làm ăn cũng gặp ít nhiều cũng có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên họ vẫn có một số tiền để đi làm từ thiện giúp đỡ cho bà con nghèo. Thì đâu đó những người bình luận trên cộng đồng mạng, chúng ta hãy suy xét lại. Nếu như mình xem xét câu chuyện đó mà đúng thì nên lên án. Và đồng thời những câu chuyện mà cảm thấy cái điều đó nó chưa chắc chắn thì chúng ta cũng không nên để cho những người mà được hưởng lợi đó là những người nghèo khổ, những người khó khăn thì họ mong giúp đỡ của mạnh thường quân ở đâu đó. Chứ nếu như mà không có mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ thì thực sự cái khó khăn của bà con nghèo nó càng ngày nó càng khó khăn hơn, và đâu có ai đứng ra để là hỗ trợ. Tại vì khi mà đi làm từ thiện, người ta bỏ tiền túi người ta ra thì một số thành phần tiêu cực cũng lại nói là ăn chặn từ thiện chỗ này chỗ kia. Thì sao quý vị khán giả không nghĩ rằng là cái số tiền mà đi làm từ thiện đó, người ta bỏ đồng tiền ra thì họ đi làm kinh doanh việc khác, họ làm công ty, họ sản xuất hoặc họ làm kinh doanh mua bán gì đó, họ có các khoản lời. Ví dụ như bỏ ra 1 tỷ đi, họ phải là lời 5-10 tỷ trong cái năm đó thì họ ra bỏ 1 tỷ. Đó, ví dụ như họ bỏ họ 100 tỷ thì họ ra năm đó họ lời 5-700 tỷ hoặc là 1000 tỷ gì đó, thì họ phải bỏ ra cái số tiền như vậy để giúp đỡ cho bà con. Thay vì ôm trọn, bây giờ người ta đi làm từ thiện như vậy thì thực sự rất là trân quý những người mà đi làm từ thiện, những nhà hảo tâm để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Thực sự quý vị khán giả thấy mà khi đi làm từ thiện á, ví dụ như nghệ sĩ Việt Hương là đích thân đi làm từ thiện, hoặc là nhiều mạnh thường quân khác hỗ trợ giúp đỡ cho bà con, quý vị khán giả thấy những nhân vật, những người nghèo khó, những người mà được nhận quà của mạnh thường quân, nhận tiền đó quý vị khán giả, họ rơi nước mắt, họ cảm thấy là
những giọt nước mắt, cảm thấy là rất là hạnh phúc khi nhận được món quà từ ai đó mà lúc đó mình vô cùng mình khó khăn, mình vất vả, mình cần sự hỗ trợ giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Chứ nếu mà những người đó mà lúc mà làm ăn được khá giả hơn, giàu có hơn thì người ta không nhận cái số tiền đó đâu, hoặc là người ta không có nhận cái món quà từ Mạnh Thường Quân đâu. Cho nên khi sau này những người mà nghèo khó đó, họ có cái hoàn cảnh như vậy, họ vươn lên, biết đâu được 5-3 năm sau hoặc là 10 năm sau họ trở thành một người giàu có, hoặc là giám đốc công ty sản xuất cái gì đó khá giả. Thì chính những cái thời điểm mà khó khăn của họ, họ nghĩ lại, cho nên là họ lại tiếp tục đi làm thiện nguyện và giúp đỡ lại cho những cái hoàn cảnh khó khăn, người nghèo khổ khác, và cứ tiếp nối như thế. Thì chúng ta thấy là rất là trân quý những người đi làm từ thiện, Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm, hoặc có những cá nhân đôi khi họ làm đồng tiền bán mặt cho trời, bán lưng cho đất, nhưng mà họ dành dụm được một chút để họ có cái tấm lòng vàng của họ, họ giúp đỡ cho những người khó khăn. Thì chúng ta phải trân quý và chúng ta quý họ vô cùng, phải có những cái lời lẽ động viên để họ tiếp xúc với những người Mạnh Thường Quân khác, để hỗ trợ cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa, những nơi khó khăn nhất. Thì trong năm qua quý vị khán giả thấy lùm xùm việc từ thiện nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, MC Trấn Thành, vân vân, trong cái thời gian lùm xùm vừa qua. Thì ngày hôm nay Phương Văn cũng hỗ trợ một số hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị. Thì họ nói năm nay cô ơi, không có ai về đây để làm từ thiện cả. Đôi lúc là khó khăn chờ đợi Mạnh Thường Quân về hỗ trợ làng xóm những cái khó khăn như vậy, mà năm nay xảy ra cái chuyện mà lùm xùm tiền từ thiện, không có ai dám về hết. Cho nên là ở nơi đây là không có. Thực sự bà con những cái vùng quê, những cái nơi mà khó khăn nghèo đó, thì mỗi năm đều một hai đoàn từ thiện đến hỗ trợ quà cáp, hoặc là cho một ít tiền để họ trang trải thêm những cái chi phí lặt vặt trong cuộc sống, chúng tiền điện, tiền nước gì đó. Thì cũng có nhà hảo tâm đến, nhưng mà đặc biệt năm nay thì nhiều bà con nơi đây cũng chia sẻ với Phương Văn là không có đoàn từ thiện nào về hết, lại gặp khó khăn. Tại vì trước đây là mỗi năm là có Mạnh Thường Quân cũng đi tới hỗ trợ cho họ. Và thật sự lùm xùm chuyện xảy ra tiền từ thiện đó, thì cái người thiệt thòi là cái người mà bà con nghèo khó khăn. Còn những ai mà việc đi làm từ thiện mà ăn chặn ăn bớt là những cái người đó, thì trước sau gì pháp luật cũng trừng trị. Thứ hai nữa, vì lương tâm của mình thôi, đã đi làm từ thiện mà còn chặn tiền từ thiện thì không biết là mình thiện chỗ nào. Có đôi khi họ cũng có những cái tiêu cực như vậy nha quý vị khán giả. Thậm chí là những anh em mà làm YouTube với nhau, quý vị khán giả, thì những cái kênh mà đi làm thiện nguyện đâu đó được bà con ủng hộ, các anh chị Mạnh Thường Quân, Việt Kiều ủng hộ đi hỗ trợ cho bà con nơi khác, thì những người khác lại có những cái ganh tị, tại sao không cho kênh họ mà cho kênh của người này người kia ABC. Thực ra là đi làm từ thiện nó cũng có cái duyên, đôi khi được Mạnh Thường Quân quan tâm và được biết là cái hoàn cảnh của người nào đó, người ta cảm thấy có cái duyên với những người này. Chứ không phải ai muốn kêu gọi Mạnh Thường Quân về cái kênh tôi để làm từ thiện hoặc là giúp đỡ tôi, đâu có được, cũng không có được đâu quý vị khán giả ơi, muốn cũng không được. Mà nó là cái duyên để gặp Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà con. Mà nói chung chúng ta là em giống như Phương Văn đi làm YouTube như thế này, làm cầu nối từ thiện để hỗ trợ, đưa chia sẻ thông tin hoàn cảnh của cái nhân vật đó lên YouTube, để cũng hy vọng là Mạnh Thường Quân đâu đó người ta biết được hoàn cảnh để giúp đỡ. Đó là mình góp một chút ít cái nhỏ nhoi của mình thôi, chứ nó không có là bao. Mà cái người Mạnh Thường Quân á, người ta bỏ tiền ra, họ mới là có cái công lao lớn lao, và cái công sức của họ vừa làm cực khổ tiền bạc, nhưng họ có cái tấm lòng nữa, họ mới cho những nhân vật nghèo khó như vậy. Chứ bây giờ thử nghĩ đi, họ đi làm có tiền bao nhiêu thì họ phải dành dụm hơn nữa, chứ họ đâu có đi làm
từ thiện bỏ ra cái số tiền như vậy. Nhưng ở đây rất là trân quý là tấm lòng vàng của họ, quý vị khán giả. Đôi khi người ta có, ví dụ như có 10 triệu đi, nhưng mà người ta phải muốn có 11, 12 triệu, chứ không ai mà chích lại cái số tiền đó. Trừ những người họ là có cái tâm, họ là có một cái tấm lòng rất là bao la, rộng lượng, và quan tâm tới những người nghèo khó. Đôi khi thật sự Phương Vân rất là trân quý những anh chị em mạnh thường quân, chứ đôi khi bản thân mình cũng không có làm được. Tại vì đôi khi mình cũng không có được điều kiện giống như các anh chị, cho nên là khó mà đi làm được từ thiện. Bởi vì Phương Vân rất là trân quý các anh chị em, dù cho là lời động viên cũng như là hỗ trợ về tinh thần cũng như là về tài chính cho các nhân vật nào đó, thì Phương Vân rất là mừng, phải nói là rất là đa tạ. Thì hôm nay qua cái câu chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải thì quý vị khán giả thấy đấy đó, anh Đoàn Ngọc Hải là sông rủi khắp nẻo đường để làm từ thiện, thì có cái duyên gặp được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đồng hành cùng với ông Đoàn Ngọc Hải, thì cái điều đó là rất là trân quý, phải nói là rất là cảm phục tấm lòng vàng của vợ chồng Việt Hương cũng như là ông Đoàn Ngọc Hải. Thì chúng ta hãy dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất cũng như là lời động viên, chia sẻ và ủng hộ họ để họ tiếp tục trên con đường thiện nguyện của mình để giúp đỡ bà con nghèo những nơi khó khăn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe, và hôm nay Phương Vân chia sẻ cái cảm nghĩ của mình về câu chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải. Mong rằng là tất cả quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh Phương Vân về tin tức showbiz Việt, cũng như là trong cái danh sách đi làm từ thiện hỗ trợ bà con, thì mong quý vị khán giả luôn đồng hành và ủng hộ. Riêng trong cái kênh Phương Vân thì quý vị khán giả muốn xem lại tất cả những cái hoàn cảnh mà Phương Vân đã quay và chia sẻ, và các anh chị mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ, thì Phương Vân có quay lại. Quý vị khán giả vô cái kênh của Phương Vân, vô là danh sách phát, thì trong đó là có nhiều danh sách, trong đó là có gốc làm đẹp cho chị em phụ nữ, và danh sách về giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, và trong đó là có nhiều cái danh sách phát khác nữa. Quý vị khán giả có thể vào xem và nhấn vào danh sách phát là giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn đó, thì tất cả những cái video nào Phương Vân quay về từ thiện thì Phương Vân để hết tất cả trong đó, thì quý vị khán giả có thể là xem lại từ đầu tới cuối. Khi mà gặp hoàn cảnh đó, quay rồi sau đó là trao tiền như thế nào thì Phương Vân có quay lại hết, cho nên mong bà con có thể vào đó mà xem. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay thì cũng là cận Tết rồi, Phương Vân xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả gần xa, và kính chúc quý vị khán giả một năm mới có nhiều niềm vui, bình an và làm ăn phát đạt. Xin chân thành cảm ơn. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.